Xin chào tất cả các bạn, Lãm quay trở lại rồi nè. Bây giờ thì mình nghe tập cuối cùng của ngày hôm nay ha. Và cũng là tập cuối của bộ truyện Kế hoạch yêu chồng của Tổng tài Bá Đạo. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Kế hoạch yêu chồng của Tổng tài Bá Đạo, chương cuối. Lê Cận quả nhiên là tên biến thái, còn muốn chơi cốt lay bể bơi. Tiêu Dĩ Thư đỏ mặt dậy ra khỏi người của Lê Cận. Không muốn, em không muốn đâu. Em không muốn làm trong nước đâu. Lần trước làm ở trong phòng tắm, cảm giác thật sự rất lạ. Nếu Lê Cận yêu cầu tư thế thì cũng thôi đi. Cùng lắm thì chỉ cảm thấy xấu hổ thôi. Nhưng ở trong nước thì... Đây chính là bể bơi đó. Em còn chưa có biết bơi nữa mà. Anh còn có thể tốt hơn được không hết trời? Em không đi, em không đi đâu. Tiêu Dĩ Thư bám chặt vào ghế. Chúng ta làm trong phòng cũng tốt mà. Không thì... Trong phòng khách, em cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Phòng bếp cũng không sao. Không phải anh thích tập về hay sao? Em thấy ở trong bếp có tập về đó. Đúng lúc có thể dùng được. Vì để không cần đến bể bơi, Tiêu Dĩ Thư thật sự là liều mạng. Ở trong phòng có gây sức ép đến thế nào, cậu cũng có thể chấp nhận. Nhưng bể bơi là ở bên ngoài trời mà. Luôn có cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm. Thật sự không thể tốt được. Em không nói, anh cũng không có nghĩ ra đó nha. Tập về... Đúng là một đạo cụ rất tốt. Lê Cận ôm Tiêu Dĩ Thư vào trong phòng bếp tìm tập dề. Mặc tập dề, làm trong bể bơi, chắc là mới mẻ lắm. Tiêu Dĩ Thư thật sự chỉ muốn tát cho mình mấy cái, sao cái miệng của mình tiện tới như thế không biết. Vị trí của tập dề rất dễ nhìn thấy, liếc qua một cái là có thể thấy ngay. Một chiếc tập dề màu trắng viền hoa, rất là đẹp. Quả thật là làm mù hai mắt của Tiêu Dĩ Thư luôn rồi. Cậu tuyệt đối sẽ không mặc đâu. Phản kháng vô hiệu. Lê Cận áp dụng cách thức áp chế bạo lực. Tiêu Dĩ Thư bị lột sạch sẽ quần áo ngay trong phòng bếp, sau đó bị ép buộc mặc tập dề, biến thành một cậu giúp việc cực kỳ đáng thương. Lê Cận nhìn mà hai mắt đỏ bừng. Hình như cách lay phòng bếp cũng rất được đây, nhưng để sau đi. Dù sao thì sau này cũng sẽ có cơ hội. Hôm nay anh càng mong chờ cách lay bể bơi hơn nhiều. Lê Cận ôm Tiêu Dĩ Thư đi xuống bể bơi. Đây chính là khu nước cạn, rất an toàn. Thế nhưng Tiêu Dĩ Thư lại hoảng sợ, cậu ôm chặt Lê Cận không có dám buông tay. Ở đây thôi, tuyệt đối đừng có ra đằng trước sâu lắm. Có sao đâu, có anh ở đây mà. Lê Cận vô cùng hưởng thụ cái ôm chủ động của Tiêu Dĩ Thư, anh bóp nhẹ mông của Tiêu Dĩ Thư ở dưới nước, cảm xúc đúng là quá tốt. Không được mà. Tiêu Dĩ Thư nhắm chặt mắt liều mạng bám vào người của Lê Cận. Chỉ ở đây thôi, em sẽ nghe theo anh hết. Lê Cận hơi cong khóe môi lên, anh chỉ chờ có câu nói này mà thôi. Thật ra anh cũng sẽ không ra chỗ nước sâu đâu, ở đó không có cách nào để làm cả. Anh cũng đâu thể làm cùng Tiêu Dĩ Thư ở dưới mặt nước được. Chỉ thở thôi cũng cả là một vấn đề rồi. Huống hồ Tiêu Dĩ Thư còn chưa biết bơi nữa, đó không phải là dọa cho cậu sợ chết khiếp đó hay sao? Ở chỗ nước cạn thì tốt hơn nhiều, vừa an toàn lại vừa tình thú. Được rồi, ngoan nào, chúng ta làm ở đây. Lê Cận dỗ cho Tiêu Dĩ Thư xuống khỏi người của anh. Đứng xuống thử xem, em mở mắt ra thì biết, chúng ta ở rất gần bờ. Tiêu Dĩ Thư mở một mắt ra, quả nhiên là ở chỗ nước cạn, cậu bỏ chân xuống khỏi người của Lê Cận, đến khi đứng vững dưới đáy bể bơi mới cảm thấy yên tâm. Hai người đang đứng ở bậc thang dưới nước, nước ở đây chỉ cao đến eo, độ cao làm cho Tiêu Dĩ Thư cảm thấy rất an toàn. Tuy rằng chúng ta từng chơi tập về rồi, nhưng lần này không giống, lần này cả người đều ướt, tập về còn đẹp đến thế này, cảm giác thật sự khác hẳn. Lê Cận tạo ra một khoảng cách để ngắm nhìn Tiêu Dĩ Thư trong nước, ánh đèn trong sân rất sáng cho nên anh thấy rất rõ. Tiêu Dĩ Thư mặt đỏ ửng đứng ở trong nước, hơi sợ hãi nhìn chỗ nước sâu. Lê Cận nghĩ, chắc bây giờ tiểu thư của anh muốn có một chiếc phao bơi cá heo nhỉ. Có lẽ là vì sợ nên Tiêu Dĩ Thư chưa phát hiện ra chỗ bất ổn của mình. Nửa người trên của cậu thì không sao, phần tập dề bên trên vẫn khô, đến phần eo thì đã bị ướt, dính chặt vào người, cực kỳ gợi cảm, nửa người dưới thì càng tuyệt hơn. Chất vải rất nhẹ, hơn nữa nó không còn dính vào người của Tiêu Dĩ Thư nữa, mà là nổi bập bềnh trên mặt nước, cho nên toàn bộ nửa người dưới đều lộ ra trọn vẹn. Nhìn cảnh đẹp trước mặt, ánh mắt của Lê Cận tối lại, đột nhiên anh cảm thấy quần lót trên người của mình hơi vướng víu. Vừa rồi lúc cởi quần áo nên cởi hết mới phải, bây giờ trướng đau quá.
Tiểu thư. Lê Cẩn ngồi xuống bậc thang khá cao, vừa vặn dục vọng bên dưới có một nửa ở trên mặt nước, một nửa ở dưới mặt nước. Lại đây. Anh định làm gì? Tiêu Dĩ Thư cảm thấy nhất định Lê Cẩn lại nghĩ ra cái gì đó không đứng đắn, vì thế cứ chần chừ không có chịu đi đến. Thế này đi, chúng ta thương lượng một chút. Em sợ của anh, nếu có thể làm cho anh bắn ra, hôm nay anh bỏ qua cho em. Lê Cẩn cười mỉm nói, hôm nay anh chỉ làm một lần, em có thể làm anh bắn ra thì coi như xong. Nói xong, anh chỉ vào nửa người dưới của mình cực kỳ sắc tình. Thật ư? Tiêu Dĩ Thư có chút không tin nổi vào chuyện tốt này. Đương nhiên là thật rồi. Lê Cẩn vẫn cười mỉm như cũ. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Lên thôi, Tiêu Dĩ Thư không có nói gì mà xông đến luôn. Vị trí Lê Cẩn đang ngồi rất là kỳ diệu. Nếu Tiêu Dĩ Thư muốn dùng tay sờ nửa người dưới của anh, tư thế tốt nhất là quỳ gối hoặc ngồi bậc thang bên dưới. Cả hai tư thế này đều khiến cho Lê Cẩn sôi sục nhiệt huyết. Tiêu Dĩ Thư tự cảm thấy thật là tốt đẹp. Mình là đàn ông mà, chẳng lẽ còn không hiểu đàn ông hay sao? Hứ, xem kỹ thuật của cậu đây này. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng dục vọng trướng lên tưởng như sắp xông ra khỏi quần lót của Lê Cẩn vẫn dò cho cậu sợ. Mỗi lần nhìn đều thấy nó rất lớn, rốt cuộc làm thế nào mà nhét được nó vào trong người của mình vậy trời? Càng kinh khủng hơn là mình còn thấy rất thích nữa chứ. Đầu tiên là cậu vuốt ve nó bên ngoài lớp vải, sau đó ngẩng đầu lên mà hỏi Lê Cẩn. Thoải mái không? Không có cảm giác gì, cứ thế này còn không bằng để anh tự làm. Lê Cẩn giả vờ trưng ra cái bộ mặt ghét bỏ mà nói. Tiêu Dĩ Thư buồn bực. Anh cởi quần lót ra đi, anh cứ ngồi như thế này em cũng không có cởi cho anh được, làm sao mà sợ được chứ. Đương nhiên Lê Cẩn rất vui mừng, đứng dậy cởi quần lót ra ngay. Dục vọng to lớn, nhảy bật một cái ra ngoài không khí, mê hoặc ánh nhìn của Tiêu Dĩ Thư. Cậu vô thức nuốt một ngụm nước miếng. Cũng không biết là tại sao nữa, từ sau lần đầu tiên cậu giao cho Lê Cẩn, cậu thấy thanh thích cái cảm giác đó. Lúc ấy Lê Cẩn như sắp phát điên. Tiêu Dĩ Thư rất hưởng thụ cái cảm giác nắm giữ mọi thứ trong tay như thế. Được rồi, em hài lòng rồi chứ? Lê Cẩn lại ngồi xuống. Anh đang còn chưa ngồi vững, Tiêu Dĩ Thư đã bổ nhào đến, vùi mặt ở bụng dưới của Lê Cẩn, ngậm lấy dục vọng to lớn vào trong miệng. Lê Cẩn giật mình, nhiệt tình như thế ư? Lần đầu tiên nhấm nháp dục vọng của Lê Cẩn ở trong nước, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy là rất thú vị. Cậu vừa liếm, vừa sờ, vừa ngậm, còn dùng đầu lưỡi liếm cái lưỡi nhỏ ở trên đỉnh nữa chứ. Khiến cho Lê Cẩn như là đang bay trên thiên đường vậy. Tuy Lê Cẩn đang rất mê muội khi được Tiêu Dĩ Thư khẩu giao, nhưng đồng thời anh cũng chú ý đến sự khác thường của cậu. Tiêu Dĩ Thư đang tự chạm vào cái thứ giữa hai chân để tìm kiếm khoái cảm. Cậu cũng rất muốn. Lê Cẩn hơi cong khóe môi lên, lần này không phải là anh nuốt lời đâu nha. Dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của Tiêu Dĩ Thư, rốt cuộc Lê Cẩn cũng tiết ra. Không phải lần đầu tiên làm chuyện này, Tiêu Dĩ Thư đem chất trắng đục đó nuốt xuống. Dựa theo ước định, hôm nay chỉ cần Lê Cẩn bắn ra thì coi như xong, vì thế Lê Cẩn làm ra vẻ định đứng dậy rời đi. Được rồi, em thắng, hôm nay anh không chạm vào em, vui chứ? Thế nhưng Tiêu Dĩ Thư lại không thích thế, hiện tại cậu rất muốn mà, cho nên cậu dùng ánh mắt đói khát nhìn chằm chằm vào Lê Cẩn không có chịu lên bờ. Sao vậy? Lên thôi, không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ đi. Lê Cẩn đã bước một chân lên bờ. Đợi đã! Tiêu Dĩ Thư nắm lấy chân của Lê Cẩn từ phía sau. Đừng đi mà! Sao vậy? Không phải là đã nói trước rồi hay sao? Em... Tiêu Dĩ Thư từ từ trầm xuống nước cho đến khi ngập cả càm, sau đó mới bẽn lẽn nói, anh đừng đi, em nghe theo anh hết là được rồi chứ gì. Oh yes, trong lòng của Lê Cẩn vui như nở hoa, nhưng mà không có để lộ ra mặt, anh bình tĩnh nói, vậy được, em chống tay lên bậc thang đi, tự mở phía sau để cho anh đi vào. Tiêu Dĩ Thư cực kỳ muốn nghe thấy cái gì cũng đều đồng ý, vội vàng bày ra tư thế, tập về trên người, bồng bềnh ở trên mặt nước, nửa phần lưng trắng bóng ở dưới mặt nước, toàn bộ cái mông vện đều ngâm trong nước. Lần này thật sự là làm trong nước đó, cậu vừa hồi hộp lại vừa chờ mong. Dục vọng đã trướng lớn, phía sau thì trống rỗng, Tiêu Dĩ Thư dùng một tay chống xuống bậc thang, một tay đặt lên một bên hông tách ra để cho mật huyệt xinh đẹp hiện ra trước mặt của Lê Cẩn. Cậu yếu ớt nói với Lê Cẩn, Vào đi.
Nước trong bể bơi hơi lạnh trêu chọc cậu, càng làm cho cậu hưng phấn hơn. Lê Cẩn đâu còn khách khí nữa, cầm lấy dục vọng tím đỏ to lớn mà xông vào bên trong mật huyệt, vừa chặt khích vừa mất hồn của Tiêu Dĩ Thư. Lúc đi vào, đương nhiên cũng mang theo cả nước bể, cảm giác thật sự khác hẳn với trước đây. Ban đầu là Tiêu Dĩ Thư đứng chống tay xuống bậc thang, nhưng một lúc sau thì nằm lên bờ. Lê Cận đứng trong nước, đặt hai chân của Tiêu Dĩ Thư lên vai của mình, rồi đi vào cơ thể của cậu. Tư thế cuối cùng là Lê Cận để Tiêu Dĩ Thư bám vào người của mình. Anh nâng Tiêu Dĩ Thư lên cao, làm trong nước suốt hơn nửa tiếng. Thoải mái thì có thoải mái thật đó, thế nhưng khi làm xong, cả người của Tiêu Dĩ Thư đều không còn một chút sức lực nào. Hiện giờ cậu bắt đầu cảm thấy sợ nước, nhất là cái tư thế cuối cùng kia. Lê Cận nâng cậu lên cao, dưới chân không có chạm đất. Cho nên khi đó Lê Cận chính là phao cứu hộ của cậu, chỉ sợ Lê Cận buông cậu ra. Vì thế mỗi lần Lê Cận xúc ra là cậu bất giác ra sức hít chặt mật huyệt, không cho Lê Cận sờ đi. Hiệu quả có thể tưởng tượng được, Lê Cận sướng đến độ muốn phát điên lên. Lần sau vẫn muốn chơi cosplay ở bể bơi nữa, Lê Cận nghĩ thầm ở trong bụng. Còn Tiêu Dĩ Thư sau khi làm xong thì có một cái cảm giác, mình không bao giờ muốn học bơi nữa. Thật ra trong suốt 2 tuần đi hưởng tuần trăng mật, hai người cũng không có làm được bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là hôm nay làm xong, ngày mai Tiêu Dĩ Thư sẽ đánh cho Lê Cẩn một trận. Nghỉ ngơi khoảng 2-3 ngày rồi lại làm tiếp. Sau đó lại bị đánh một trận nữa, hai người đều lặp đi lặp lại không biết mệt. Sự biến hóa thì đương nhiên cũng có. Tiêu Dĩ Thư trở nên càng lúc càng mạnh bạo hơn, Lê Cẩn thì càng lúc càng biến thái hơn. Quả thật đã đạt tới cái mức độ cả người và thần đều căm phẫn. Những mánh khóe trên giường thật sự là kéo đến ùng ùng, mỗi lần làm xong đều khiến cho Tiêu Dĩ Thư muốn tự đập chết mình. Sao lúc đó mình lại hồ đồ đồng ý chứ, lần nào cũng vậy, cứ nói là phải sửa, nhưng khi chuyện tới ngay trước mắt thì đều tái phạm, thật đúng là hết thuốc chữa rồi. Những nơi nào có thể làm được, hai người đều đã làm hết, bể bơi, phòng khách, sàn nhà, sofa, phòng bếp, ban công, cầu thang, cửa phòng, vân vân và vân vân, chỉ có không thể nghĩ ra chứ không có chuyện không thể làm được. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy chỉ trong vài tuần ngắn ngủi mà bao nhiêu khí tiết của mình đều đã mất sạch sẽ. Ngày nào cũng chơi những cosplay đáng xấu hổ, quả thật là không biết tiết chế đến mức phát cuồng luôn rồi. Thế nhưng Lê Cận nói, hưởng tuần trăng mật chính là như vậy, nhất định phải ân ân ái ái, triền triền miên miên, nhất định phải chơi những cosplay đáng xấu hổ đó. Tiêu Dĩ Thư nghĩ thầm, nếu cả ngày đều làm loại chuyện này thì cần gì phải ra nước ngoài chứ, đúng là thừa thải. Tuần trăng mật không khí tiết cuối cùng cũng đã kết thúc. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy 2 tuần này trôi qua thật là uổng phí, hình như cậu không chơi được gì. Đảo Bali không lớn, mấy cảnh đẹp nổi tiếng cậu đã cưỡi ngựa xem hoa đi một lần. Căn bản không có gì để chơi, đại đa phần thời gian đều cùng Lê Cẩn quấn quýt với nhau ở trong biệt thự. Ngược lại mỹ thực thì ăn được không ít, thi thoảng cũng có đi câu cá, ăn cá do chính mình câu cũng rất là thú vị. Ngồi trên máy bay trở về, Lê Cẩn cầm tay của Tiêu Dĩ Thư nói, nếu như em chơi chưa đủ, một thời gian ngắn nữa chúng ta lại đi hưởng tuần trăng mật, đổi một nơi khác. Tiêu Dĩ Thư cho anh một cái ánh mắt xem thường, lần sau tuyệt đối sẽ không đi chơi riêng cùng Lê Cẩn nữa. Còn nếu đi cùng, nhất định phải dẫn theo cả đám người. Không thì thật sự không thể tốt được mà, cả ngày đều dính chặt lấy nhau, còn có thể chơi đùa được gì nữa chứ. Lê Cẩn không biết Tiêu Dĩ Thư ghét bỏ mình đến như vậy. Điều anh cảm thấy tốt đẹp nhất chính là Tiêu Dĩ Thư có thể vì anh mà làm được nhiều chuyện xấu hổ như thế, nhất định là phải yêu anh đến mức không thể kiềm chế nổi. Cho nên mình phải không ngừng cố gắng, nghĩ ra thật nhiều cosplay tuyệt vời hơn nữa, gia tăng tình thú giữa vợ chồng, để cho cuộc sống vợ chồng càng thêm hài hòa. Vì thế sau 3 ngày về nước, Lê Cẩn nói với Tiêu Dĩ Thư về ý tưởng mới của mình. Cosplay bác sĩ bệnh nhân. Có thể xem như hai người chưa từng chơi loại cosplay như thế này. Tiêu Dĩ Thư đã từng mặc tạp dề của người giúp việc, nhưng cũng chỉ là trang phục thôi. Cậu chưa từng nói những câu của người giúp việc, chỉ là nhìn no mắt mà thôi. Lần này Lê Cẩn muốn chơi thật một chút. Anh làm bác sĩ, Tiêu Dĩ Thư làm bệnh nhân. Anh nghiêm túc đó hả? Tiêu Dĩ Thư nhìn Lê Cẩn, sắc mặt không hề thay đổi. Vừa mới ăn tối xong, đã nghe thấy câu phát ngôn mang tính bùng nổ như thế, còn có thể tốt hơn được nữa không trời. Lê Cẩn, anh có còn giới hạn nào nói không vậy? Cái loại cosplay thái quá như thế mà anh cũng có thể nghĩ ra được.
Đương nhiên là nghiêm túc rồi. Em xem, anh chuẩn bị đạo cụ đầy đủ rồi. Vẻ mặt của Lê Cận sáng ngời. Anh chỉ vào đống đạo cụ dành cho bác sĩ trên giường, từ áo blue trắng cho đến ống tai nghe bệnh nhân, cùng những vật dụng khác. Tiêu Dĩ Thư run rẩy nghĩ, đối tượng kết hôn của mình là một tên biến thái, bây giờ mình ly hôn còn kịp nữa hay không? Lê Cẩn thấy Tiêu Dĩ Thư không chịu, cũng không nóng vội. Anh cười tủm tỉm nói tiếp, chỉ cần làm lần này, sau một tháng anh sẽ không làm nữa. Thật ư? Tiêu Dĩ Thư có phần không thể tin nổi, Lê Cẩn có thể chịu được một tháng sao? Quả đúng là không thể ngờ được. Từ sau khi tổ chức hôn lễ, cậu có phản kháng thế nào cũng không có hiệu quả. Tình huống để Lê Cẩn thu tay giống như trước hôn lễ, không còn xảy ra nữa. Vào lúc bi ai thế này mà nghe được tin tốt đó, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy là có một miếng bánh ngọt rơi từ trên trời xuống. Không phải cậu ghét bỏ vì làm cùng Lê Cẩn không thoải mái, rất thoải mái nữa là đằng khác. Nhưng cứ làm nhiều như thế, ngày hôm sau đều không có dậy được, sau này mà thường xuyên như vậy, liệu còn đi làm được nữa hay không? Anh không đổi ý đó chứ? Tiêu Dĩ Thư xác nhận lại, nếu chỉ cosplay mà có thể được yên ổn một tháng, vậy thì vẫn có lợi. Tất nhiên rồi, nhưng em cũng không thể làm qua la được, nếu không anh sẽ nuốt lời ngay lập tức đó. Lê Cận cười tủm tỉm uy hiếp. Được, một lời đã định, quân tử nhất ngôn. Được, tứ mã nan truy. Nói xong, hai người cũng tự cảm thấy là không đúng. Quân tử cái gì chứ, trịnh trọng thương lượng một chuyện không khí tiết như thế. Chỉ có càng không biết xấu hổ hơn thôi, quân tử ở chỗ nào đâu. Theo thường lệ, hai người đều là đi tắm trước rồi làm sao. Lê Cận tắm xong thì mặc quần áo bình thường, nhưng lần này thì khoác thêm áo blue trắng ở bên ngoài, đeo ống nghe bệnh ở trên cổ, đeo cả găng tay y tế nữa. Đương nhiên, đều là những đạo cụ giả mua qua mạng. Cũng phải nói, hóa trang xong xuôi thật sự cũng có chút mùi vị giống bác sĩ. Vốn dĩ Lê Cận còn định đeo cả mắt kính nữa chứ, nhưng anh không có bị cận, đeo mắt kính vào thì thậm chí còn thấy rất phiền. Giữa hai mắt của mình và làn da của Tiêu Dĩ Thư còn cách nhau một lớp kính, không tốt chút nào. Tiêu Dĩ Thư nhìn thấy dáng vẻ trông y như thật thế này của Lê Cẩn, bao nhiêu tức giận đều không biết phải trút vào đâu. Hóa trang mà giống như thế, người không biết còn tưởng anh định đi cứu người nữa đó. Kỳ thật chỉ là một tên lang băm thôi, đang định chuẩn bị làm chuyện cầm thú đây này. Tiêu Dĩ Thư cũng chỉ mặc quần áo bình thường, bên trên mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, bên trong và áo len bên ngoài. Bên dưới mặc quần bình thường, đóng vai bệnh nhân không cần đạo cụ gì, lúc thường thế nào thì bây giờ vẫn thấy đó. Địa điểm cosplay tất nhiên là ở phòng ngủ của hai người. Mấy cái ghế sofa giữa cũng coi như là nơi khám bệnh, cái giường chính là giường bệnh. Tất cả đều được chuẩn bị xong, Tiêu Dĩ Thư bắt đầu bị làm khó. Lê Cận đóng vai bác sĩ thì cứ ngồi ở sofa là được. Nhưng cậu là người bệnh, dù sao cũng phải biết là mình bị bệnh gì chứ. Em bị bệnh gì mới được đây? Tiêu Dĩ Thư cũng không có nghĩ ra là mình bị bệnh gì mới thích hợp. Em tự nghĩ đi. Lê Cận vẫn ung dung ngồi đó. Em đã hứa với anh rồi đó, không có được đối phó qua lo đâu. Nếu không, anh sẽ nuốt lời ngay lập tức đó. Biết rồi mà. 10 phút sau, Tiêu Dĩ Thư đã nghĩ ra mình nên bệnh gì. Dùng ánh mắt tỏ vẻ có thể bắt đầu rồi. Quan hệ của hai người là như thế này. Lê Cận là bác sĩ riêng của Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Dĩ Thư rất thích Lê Cẩn, nhưng hình như Lê Cẩn không có ý đó, cho nên Tiêu Dĩ Thư giả vờ bị bệnh để quyến rũ bác sĩ Lê. Cuối cùng, bác sĩ Lê không thể chịu nổi cái sức hấp dẫn đó, bèn hóa thân thành con sói xám, ăn sạch bệnh nhân Tiêu, không sót một chỗ nào. Thật ra thì bác sĩ Lê vẫn luôn thèm nhỏ dãi bệnh nhân Tiêu, chỉ là ngoài mặt giả vờ rất giỏi. Bây giờ người ta đến tận cửa, đương nhiên là phải phối hợp rồi. Đây chính là kịch bản của cosplay ngày hôm nay, là do một mình Tiêu Dĩ Thư nghĩ ra đó. Lê Cẩn nghe xong, nước miếng chảy nhỏ giọt. Hay, hay, thật sự là quá hay, đến anh cũng chưa nghĩ ra được ý tưởng như thế này nữa. Không được cười đâu đó, khó khăn lắm em mới nghĩ ra được đó. Tiêu Dĩ Thư cảnh cáo Lê Cẩn không được hủy bỏ tâm huyết của cậu. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không đâu. Lê Cẩn làm sao có thể cười được chứ? Hiện tại, anh đã bắt đầu sụt sôi mạch máu rồi nè. Vậy bắt đầu thôi. Lúc mở màn có vẻ là khá bình thường, đó là Tiêu Dĩ Thư tìm đến Lê Cẩn muốn khám bệnh, nói là trong người khó chịu, mong Lê Cẩn kiểm tra xem. Khó chịu ở đâu? Lê Cẩn bày ra dáng vẻ rất chuyên nghiệp, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa,
tỏ vẻ cực kỳ đạo mạo. Ở đâu cũng khó chịu, ngực đau, bụng đau, bên dưới cũng đau, không biết là bị làm sao nữa. Trông Tiêu Dĩ Thư có vẻ rất là khó chịu, có vẻ rất nghiêm trọng. Lê Cẩn thì rất nóng ruột. Ngực đau, đau như thế nào? Nhịp tim đập bình thường không? Em cũng không biết nữa. Em không hiểu phương diện này lắm. Bác sĩ Lê, bác sĩ xem giúp em đi. Tiêu Dĩ Thư nhập vai vào nhân vật thật sự rất nhanh. Tất nhiên Lê Cẩn cầu còn không được, ống nghe nhanh chóng được sử dụng. Anh nghe một lúc trên người Tiêu Dĩ Thư cách một lớp áo. Thế này không được, không có nghe rõ lắm. Em kéo áo ngoài lên đi. Tiêu Dĩ Thư ngoan ngoãn, kéo áo len lên, lộ ra áo sơ mi màu trắng. Đương nhiên, làn da phần eo trắng nõn bên dưới cũng lộ ra một chút. Hơi thở của Lê Cẩn nặng dần. Ống nghe đặt lên ngực của Tiêu Dĩ Thư cách một lớp áo sơ mi. Trong phòng, ngoại trừ tiếng hít thở của hai người ra, chính là tiếng tim đập thình thịch trong ống nghe. Một lát sau, Lê Cẩn không thay đổi sắc mặt nói. Vẫn không nghe rõ, anh thấy vẫn giống như bình thường, không có gì khác biệt. Chắc là không sao đâu. Sao lại thế được? Bác sĩ Lê, em thật sự khó chịu lắm, ngực rất đau. Nói xong, Tiêu Dĩ Thư còn ôm chặt lấy ngực kêu đau. Bây giờ lại đau nữa rồi nè, anh mau xem giùm em đi, rốt cuộc là em bị làm sao vậy? Cậu diễn rõ ràng là không bằng Lê Cẩn, rất là vụng về, nhưng cũng rất mê người. Lê Cẩn thầm nuốt nuốt miếng. Nhưng anh thật sự không có nghe thấy cái chỗ nào không ổn mà. Lê Cẩn cố ý nói. Vậy anh cho hẳn ống nghe lên ngực của em đi. Cái áo này dày như thế, đương nhiên anh không có nghe rõ rồi. Tiêu Dĩ Thư táo bạo đề nghị. Vậy cũng được, vậy em vén áo lên cao đi. Lê Cẩn trưng ra dáng vẻ rất chi là miễn cưỡng. Anh thử lần nữa xem sao. Áo sơ mi không giống áo len, tính co giãn không tốt. Để tiện vén áo lên cao, Tiêu Dĩ Thư cởi mấy nút áo từ dưới lên trên. Đến khi cởi được một nửa số nút áo rồi mới vén áo lên. Phần lớn da thịt trắng trẻo đều hiện ra trước mặt Lê Cẩn, lộ rốn nhỏ nhỏ, phần eo mềm mại, cả hai quả anh đào đỏ thẳm ở trước ngực nữa. Lê Cẩn nhìn mà miệng lưỡi khô khốc. Mau tới nghe đi, bác sĩ Lê. Tiêu Dĩ Thư ngồi trên ghế tựa vén áo của mình lên, nên mặt mũi cũng đỏ bừng, có vẻ rất ngại ngùng. Hai mắt không dám nhìn thẳng vào Lê Cẩn, mà là quay sang một bên, trông cực kỳ xấu hổ. Được, Lê Cẩn cong khóe miệng lên. Anh đến ngồi bên cạnh Tiêu Dĩ Thư cầm ống nghe, đặt ở trước ngực Tiêu Dĩ Thư một lần nữa, lần này là đặt ở chính giữa ngực. Lúc ống nghe đặt lên ngực, ngón tay của Lê Cẩn chạm vào làn da của Tiêu Dĩ Thư, cả hai đều giật mình, cơn run rẩy truyền đi khắp toàn thân. Cậu nhỏ của Lê Cẩn bắt đầu sưng lên, nhưng lúc này chỉ mới bắt đầu thôi mà, cứ từ từ. Vẫn không nghe rõ, em đau bên trái hay bên phải? Lê Cẩn tiếp tục giả bộ. Là bên trái. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Là bên trái hả? Vậy để anh chuyển sang bên trái xem sao. Lê Cẩn từ từ chuyển ống tai nghe sang bên trái, vừa chuyển vừa hỏi. Là ở đây sao? Không phải, bên xích qua một chút nữa. Vậy là ở đây hả? Cũng không phải, xích qua thêm một chút nữa. Sau đó ống nghe được đặt ở ngay bên dưới quả anh đào. Tiêu Dĩ Thư đỏ mặt nói. Lên trên một chút. Vì thế lúc này là vào chính giữa điểm đỏ luôn. Ống nghe áp vào quả anh đào đỏ thẳm bên trái của Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Dĩ Thư phát ra một tiếng rên khó kiềm nén. Sao vậy? Ở đây đau à? Lê Cẩn ra vẻ nôn nóng hỏi. Đúng, đúng là ở đó. Tiêu Dĩ Thư yếu ớt nói. Nhưng anh chạm vào em là thấy đỡ hơn. Em cũng tự thử rồi nhưng không có hiệu quả. Bác sĩ Lê đúng là bác sĩ Lê, khám bệnh giỏi quá. Tiêu Dĩ Thư nói dối không chớp mắt. Vậy sao? Vậy anh thử lại một lần. Nói xong, Lê Cẩn cầm lấy ống tai nghe, đặt lên quả anh đào của Tiêu Dĩ Thư, còn so nhẹ nữa. Cảm thấy sao? Chính anh thì thấy không tốt một chút nào. Phía dưới đã trướng rất rất đau rồi, mặt quần cũng thật khó chịu. Tốt hơn nhiều rồi. Tiêu Dĩ Thư thở hổn hển, kỹ xảo của Lê Cẩn quá lợi hại, biết đùa giỡn thật. Khiến cho cậu rên rỉ không ngừng, hai chân cứ cọ sát vào nhau. Phần thân thì cứ trướng lên rồi. Có điều, ống nghe cũng chỉ là ống nghe, vĩnh viễn không lợi hại bằng ngón tay. Tiêu Dĩ Thư không muốn ống nghe nữa, cậu nhìn sang Lê Cẩn bằng ánh mắt mê ly. Bác sĩ Lê,
anh dùng tay soi giúp em được hay không? Nhất định tay của anh sẽ hữu dụng hơn ống nghe nhiều. Ừ, em nói có lý. Thế mà anh không có nghĩ ra. Lê Cẩn làm bộ bừng tỉnh, tháo ống nghe ra, đến ngồi gần Tiêu Dĩ Thư hơn, trực tiếp chạm vào ngực của cậu. Ngón tay luôn gãy tới gãy lui, khiến cho Tiêu Dĩ Thư thở gấp gáp hơn. Cậu cố ưỡn ngực về phía Lê Cẩn, hiển nhiên còn muốn nhiều hơn. Cảm thấy thế nào? Hầu kết của Lê Cẩn di chuyển lên xuống. Hai mắt không hề chớp, cứ nhìn chằm chằm vào quả anh đào khiến cho mình thèm nhỏ dại kia. Tốt, tốt hơn lúc nãy nhiều rồi. Tiêu Dĩ Thư nói chuyện cứ đứt quãng, cậu nhắm mắt hưởng thụ sự mơn trớn của Lê Cẩn. Đột nhiên, Lê Cẩn nghĩ ra một ý tưởng rất hay. Anh nói, là thế này, gần đây anh đang nghiên cứu về nước bọt của con người. Nếu anh liếm ngực của em, có lẽ em sẽ rất dễ chịu hơn đó. Vậy bác sĩ Lê mau liếm đi. Tiêu Dĩ Thư đang cầu mà còn không được đây. Bây giờ cậu chỉ muốn Lê Cẩn động chạm sờ soạn cậu thôi. Mặc áo len chắc không tiện, cởi ra được không? Anh thấy em vén áo mỏi tay lắm rồi. Lê Cẩn giả vờ tốt bụng nói. Đúng là mỏi tay lắm rồi. Tiêu Dĩ Thư rất phối hợp, áo len đã bị vén lên trên ngực nên giờ cởi ra rất dễ dàng. Bởi vậy hiện giờ trên ngực của Tiêu Dĩ Thư chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tanh. Hơn nữa, giờ chị cũng chỉ còn cài có hai nút áo, da vẽ ở eo và bụng gần như ẩn như hiện, cả người đều dần biến thành màu đỏ hồng. Cởi mấy cái nút còn lại đi. Hai mắt của Lê Cẩn tối lại. Được. Tiêu Dĩ Thư đỏ mặt cởi hết nút áo ra, sau đó nhẹ nhàng kéo áo sơ mi xuống một chút. Không cởi hoàn toàn, chỉ là vắt vẹo trên vai, khiến cho miệng lưỡi của Lê Cẩn lại càng khô hơn. Anh bắt đầu đi. Tiêu Dĩ Thư hơi híp mắt lại và nhìn Lê Cẩn. Lê Cẩn cũng híp mắt, sau đó do dự nói. Nhưng cái ghế này thấp quá, anh thì cao quá, không có tiện để làm. Vậy... Tiêu Dĩ Thư hơi nóng vội. Vậy làm sao bây giờ? Thế này đi, em ngồi lên đùi anh có được hay không? Lê Cẩn kéo vạt áo ra, sau đó mỉm cười vỗ lên đùi của mình. Ngồi lên trên đùi anh là được rồi. Được. Tiêu Dĩ Thư nhìn về phía đùi của Lê Cẩn, cũng cảm thấy được dục vọng phồng lên của Lê Cẩn. Trái tim đập thình thịch, phản ứng bên dưới cũng kịch liệt hơn. Chân của Tiêu Dĩ Thư có hơi sung lên, nhưng cuối cùng vẫn tự động ngồi lên đùi của Lê Cẩn. Là ngồi nghiêng, phần mông bên trái vừa vặn đặt lên cậu nhỏ của Lê Cẩn. Trong khoảnh khắc ngồi xuống, hai người đều phát ra tiếng rên rỉ. Lê Cẩn vươn tay ôm Tiêu Dĩ Thư, tay trái nhẹ nhàng nắm lấy quả anh đào trước ngực của Tiêu Dĩ Thư. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Anh bắt đầu đây. Anh mau bắt đầu đi, em không sao đâu. Tiêu Dĩ Thư chỉ hận Lê Cẩn không thể bổ nhào lên mà cắn lấy mình mấy cái. Lê Cẩn cúi đầu xuống, đôi môi nồng nóng và cái lưỡi ẩm ướt đến gần. Khuôn ngực được liếm láp yêu thương, Tiêu Dĩ Thư rên khẽ lên. Cậu cảm thấy vừa thoải mái, lại vừa như ta trấn. Đầu lưỡi vừa trơn trơn, ẩm ướt, cứ đảo quanh trước ngực của cậu. Vừa ướt vừa tê, mang theo tiếng nước rất nhỏ, kích thích thị giác của hai người. Lý một lúc lâu, Lê Cẩn ghé sát vào tai của Tiêu Dĩ Thư nói nhỏ. Có thấy tốt hơn không? Nước bọt có tác dụng đối với em không? Có, rất hữu hiệu. Tiêu Dĩ Thư động đậy, cọ cọ lên dục vọng của Lê Cẩn. Trên người em còn rất nhiều chỗ khó chịu, anh chữa cho em được hay không? Đương nhiên là được. Lê Cẩn cười nhẹ. Không thì thế này đi, chúng ta lên giường bệnh đi. Em nằm thoải mái hơn, anh xem bệnh cũng thoải mái hơn. Được. Tiêu Dĩ Thư cao mày nói. Nhưng em khó chịu đến mức không có đi nổi. Cậu không có nói bừa đâu, thật sự hai chân cứ mềm nhũn ra, cả người cũng mềm nhũn ra luôn. Cuối cùng tất nhiên là Lê Cẩn bế Tiêu Dĩ Thư lên giường. Anh đặt Tiêu Dĩ Thư nằm lên giường, anh thì ngồi ở mép giường khám bệnh. Có chỗ nào khó chịu nữa? Ánh mắt của Lê Cẩn đắm đuối lướt qua khắp người của Tiêu Dĩ Thư. Chỗ này. Tiêu Dĩ Thư chỉ vào eo của mình, vì thế liếm hôn một lúc. Còn có chỗ này nữa. Tiêu Dĩ Thư chỉ vào phần bụng dưới của mình, vì thế lại liếm hôn thêm một lúc nữa. Lúc này cậu bé của hai người đều đã sưng lớn, cảm giác rất là đau đớn. Còn có cả chỗ này nữa. Tiêu Dĩ Thư chỉ vào đùi, đang mặc quần nên tất nhiên không thể liếm được, do đó quần bị cởi ra, hạ thân chỉ còn lại cách một cái quần lót. Hai chiếc chân trắng nọn xuất hiện trước mặt sói xám Lê. Vừa rồi anh không thấy rõ, là ở đâu vậy? Ánh mắt Lê Cẩn khát khao nói.
Tiêu Dĩ Thư dụi tay chỉ vào làn da trên đùi của mình. Là chỗ này cũng khó chịu nữa. Vì thế, nụ hôn nóng ấm lại được hạ xuống. Tóc của Lê Cẩn thường thường lướt qua quần lót của Tiêu Dĩ Thư, chạm vào phần thân mẫn cảm của cậu, khiến cho cậu run rẩy không thôi. Trên quần lót còn có một chút ẩm ướt. Không đến một lát sau, quần trong của Tiêu Dĩ Thư cũng đã ướt một mảng. Còn chỗ này nữa, còn chỗ này nữa. Tiêu Dĩ Thư đã hoàn toàn không nhịn được. Cậu không chịu nổi khi Lê Cẩn cứ liếm đùi của cậu mà không chịu sờ cái chỗ nào đó của cậu. Vì thế cậu so nắng nó bên ngoài cách lớp vải để cho nó nổi lên, muốn Lê Cẩn mau chóng chú ý đến nó. Hóa ra chỗ này của em cũng đau. Giọng nói của Lê Cẩn đầy áp lực, hơi thở gấp gáp phả lên chỗ nào đó của Tiêu Dĩ Thư làm cho cậu run rẩy mạnh hơn. Vậy em cởi quần ra đi, sau đó chỉ cho anh xem rốt cuộc là bị đau ở đâu. Mặc quần như thế này anh nhìn không có rõ. Tiêu Dĩ Thư đang muốn vô cùng, vội vàng cởi quần vứt sang một bên. Sau đó tự ma sát cậu nhỏ của mình, cầu xin Lê Cẩn. Là chỗ này rất đau. Bác sĩ Lê, mau cứu em với, em đau muốn chết mất. Vẻ mặt dâm đảm đến độ làm cho người ta phát điên. Đừng có nóng vội, anh đến ngay đây. Lê Cẩn nuốt nuốt miếng, sau đó lại cúi người xuống. Lần này không chỉ là liếm hôn, anh còn ngậm lấy phần đỉnh không có ngừng rơi lệ của Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Dĩ Thư căn bản không thể chịu nổi kích thích đó, lập tức bắn ra trong miệng của Lê Cẩn. Thật là ngọt. Lê Cẩn nuốt thứ mà Tiêu Dĩ Thư mới vừa bắn ra, cũng dùng tay lau một chút dịch còn dính ở trong miệng, cho vào miệng của Tiêu Dĩ Thư. Muốn nếm thử mùi vị của mình không? Như là bị mê hoặc, Tiêu Dĩ Thư mơ mơ màng màng há miệng, vươn đầu lưỡi liếm ngón tay của Lê Cẩn. Hành động dâm loạn đó thật sự khiến cho Lê Cẩn không có chịu nổi. Anh kéo khóa quần của mình xuống. Quần lót màu đen bị cái chỗ nào đó sưng to đỉnh lên, độ lớn của nó lọt vào tầm mắt của Tiêu Dĩ Thư. Em còn một chỗ nữa rất đau. Tiêu Dĩ Thư nhìn chằm chằm vào cậu bé của Lê Cẩn liếm môi. Ở đâu? Lê Cẩn cố ý dùng tay vuốt ve cậu nhóc của mình, tăng thêm kích thích thị giác cho Tiêu Dĩ Thư. Ở phía sau. Tiêu Dĩ Thư trở mình, tạo thành tư thế nằm sấp. Ở phía sau đau quá bác sĩ Lê, anh nhất định phải chữa cho em đó, em đau muốn chết luôn. Nói xong, hai tay của cậu tự mở ra hai bên mông, để lộ ra mật huyệt màu hồng xinh đẹp. Chỗ này sao? Lê Cẩn sờ vào tiểu huyệt mà mình khao khát đã lâu. Đau sao? Đúng, đau cực kỳ luôn. Tiêu Dĩ Thư vội vàng gật đầu. Vậy thì phiền lắm rồi, chỗ này không thể chỉ dùng nước bọt là giải quyết được đâu. Lê Cẩn làm ra vẻ rất khó xử, sau đó thì nhanh trí nói. Đúng rồi, để anh tiêm thử cho em xem sao. Được. Tiêu Dĩ Thư nhìn về phía cậu bé của Lê Cẩn. Cậu hiểu tiêm là như thế nào, hậu huyệt của cậu cứ co rút không ngừng, rất mong mỏi cái kim to lớn kia có thể mau chóng đâm sâu vào thân thể của mình. Anh bôi chút cồn khử trùng cho em nha. Lê Cẩn lấy dầu bôi trơn đổ ra tay của mình, sau đó bắt đầu thăm dò vào hậu huyệt của Tiêu Dĩ Thư. Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay. Sau khi khuếch trương và bôi trơn đầy đủ, Lê Cẩn giải thoát cho phân thân sưng lớn của mình. Anh không hề cởi quần, từ trên xuống dưới vẫn là dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang. Thế nhưng, phân thân tím đỏ vĩ đại phủ đầy gân xanh lại chỉa thẳng vào mông của Tiêu Dĩ Thư. Lê Cẩn để cho Tiêu Dĩ Thư xuống giường, chống hai tay xuống niệm. Anh thì quần áo chỉnh tề đứng phía sau của Tiêu Dĩ Thư. Chuẩn bị xong chưa? Anh tiêm đây, không được sợ đau đâu đó. Lê Cẩn dùng phân thân chen giữa mông của Tiêu Dĩ Thư. Em không sợ, đau mấy cũng không sợ. Bác sĩ Lê, anh mau tiêm đi. Tiêu Dĩ Thư mở rộng đôi mông, gọi mời Lê Cẩn vào. Cậu nhỏ của Lê Cẩn vừa vào thì đã vào tới tận đáy, hai người đều kêu lên những tiếng thỏa mãn. Lê Cẩn chờ trong chốc lát, phát hiện Tiêu Dĩ Thư đã hoàn toàn thích ứng rồi, thì bắt đầu động, vừa làm vừa hỏi. Còn đau không? Có muốn tiêm nhiều hơn không? Muốn lắm, bác sĩ Lê mạnh lên, anh tiêm giỏi quá, em không đau chút nào, thật là thoải mái. Mạnh nữa đi bác sĩ Lê. Những tiếng dâm thanh lãng ngự của Tiêu Dĩ Thư vang lên không ngừng, cậu đã hoàn toàn đắm chìm vào trong trò chơi cosplay này. Tốc độ di chuyển của Lê Cẩn cũng càng lúc càng nhanh hơn, và chạm càng lúc càng kịch liệt, khiến cho Tiêu Dĩ Thư vừa thoải mái lại vừa khổ sở,
quá mức kích thích, dường như cả cơ thể không còn là của cậu nữa. Thích quá, thật sự rất thích. Tiêu Dĩ Thư run rẩy mà bắn ra. Lúc này Lê Cẩn đâu có thỏa mãn nhanh như thế, vẫn tiến lên không ngừng nghỉ, làm cho Tiêu Dĩ Thư dục tiên dục tử. Cậu nhỏ của cậu vừa mới phát tiết xong, cũng lại ngẩng đầu lên lần nữa. Trò chơi bác sĩ bệnh nhân của hai người vẫn kéo dài đến tận khuya, cuối cùng Tiêu Dĩ Thư lại bị làm đến mức ngất xỉu. Thỉnh thoảng chơi một lần như vậy cũng phải nói là thật sự rất thú vị. Lê Cẩn thì khỏi cần phải nói. Còn Tiêu Dĩ Thư, tuy rằng thấy rất mệt, nhưng cũng vô cùng tận hứng. Cậu bắt đầu mong chờ những lần cosplay tiếp theo. Chỉ là có một điều không được tốt lắm. Tiếp đó Lê Cẩn lại bắt đầu làm càng. Như thể không làm người ta ngất xỉu sẽ không bỏ qua vậy. Đã làm thường xuyên như thế rồi, sao anh vẫn đói khát quá vậy? Cũng may một tháng tới không cần làm. Tiêu Dĩ Thư thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng rất nhanh thôi cậu đã phát hiện ra mình bị lừa. Cũng không phải là do Lê Cẩn nuốt lời, mà do Lê Cẩn vốn định ngày kia đi Pháp công tác một tháng, cực kỳ bận rộn. Hành trình bị sắp xếp kích mít, sẽ không đưa Tiêu Dĩ Thư đi cùng được, bởi vì sợ không có thời gian chơi với cậu. Cho nên, bất kể lúc trước Tiêu Dĩ Thư có đồng ý chơi cosplay hay không, thì một tháng tới đây Lê Cẩn đều không làm. Khi biết được chân tướng, Lê Cẩn thật sự là rơi cả nước mắt. Mình đúng là bị ăn sạch sẽ rồi, hoàn toàn không vượt qua được Lê Cẩn. Ôi, cái cuộc đời này đúng thật là bi thảm mà. Đây là chuyện xảy ra sau khi Lê Cẩn đi Pháp công tác nửa tháng. Lê Cẩn đi Pháp, Tiêu Dĩ Thư ở trong nước, có thể nói là từ sau khi kết hôn, hai người chưa từng xa nhau lâu như vậy. Tuy rằng ngày nào cũng nói chuyện qua video, nhưng vẫn cảm thấy rất cô đơn tịch mịch. Mùi vị nhìn được, nghe được mà lại không sờ được, đúng thật là thống khổ. Trước đây bị Tiêu Dĩ Thư hạn chế không cho làm mấy tháng, Lê Cẩn vẫn chịu được. Dù sao thì lúc đó ngày nào cũng có thể ôm ấp chút đỉnh. Nhưng mà giờ ngay cả một ngón tay cũng không thể chạm vào. Nỗi dày vò đó, thật sự chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy xót xa rồi. Sau khi xa nhau một tuần, Lê Cẩn đã có một chút không có chịu được. Hai tuần thì giống như sắp phát điên lên tới nơi. Hiện tại anh chỉ muốn động chạm vào Tiêu Dĩ Thư, cho dù chỉ là một cái ôm thôi cũng được. Lúc trước có dẫn cậu đi thì là tốt quá rồi. Thời điểm gọi điện về nhà mỗi ngày, Lê Cẩn đều kể nỗi khổ tương tư của mình. Nhất là buổi tối, quả thật hận không thể bay ngay trở về ngủ cùng Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Dĩ Thư cũng rất nhớ Lê Cẩn, nhưng biểu hiện không có khát khao đến như vậy. Khi xuống giường, cậu vẫn rất xấu hổ về chuyện này, chứ không phải không hề có da mặt giống như là Lê Cẩn. Cứ 3 ngày thì 2 ngày Lê Cẩn đều hỏi Tiêu Dĩ Thư buổi tối có tịch mịch hay không, có muốn làm gì hay không. Tiêu Dĩ Thư không thể nói ra lời được, chỉ biết vụng trộm tự mình làm cho mình. Mỗi lần Lê Cẩn hỏi cậu không bao giờ thừa nhận cả, khiến cho Lê Cẩn buồn bực không thôi. Tối hôm nay, hai người gọi điện thoại cho nhau. Chúng ta dùng máy tính nói chuyện đi, màn hình di động nhỏ thế này, anh không có nhìn rõ em. Đột nhiên Lê Cẩn đưa ra yêu cầu này. À được. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy không sao cả, dù sao cũng là video, di động hay máy tính đều giống nhau cả. Nếu Lê Cẩn thích máy tính, vậy thì máy tính đi. Vì thế, cậu bật máy tính lên, điều chỉnh góc độ cho tốt rồi chờ Lê Cẩn. Trên máy tính đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Lê Cẩn, làm cho Tiêu Dĩ Thư hoảng sợ. Lê Cẩn đang trần trụi. Nửa người dưới thì không nhìn thấy, nửa người trên thì không hề mặc áo, dốc người thì lộ ra không sót chỗ nào. Sao anh không mặc quần áo vậy? Tiêu Dĩ Thư cảm thấy cực kỳ ngại ngùng, ánh mắt của cậu không biết nhìn đi đâu mới được. Thật ra bình thường lúc ở nhà, cậu đã nhìn Lê Cẩn khỏa thân không biết là bao nhiêu lần, nhưng gần đây không hề làm cùng Lê Cẩn. Cho nên, rất khó để mà chịu đựng kích thích. Hiện tại mới chỉ thấy thân trên của Lê Cẩn thôi, mà tim đã đập thình thịch, cơ thể đã bắt đầu nóng lên. Trong phòng cũng chỉ có một mình anh hà, mặc hay không mặc có gì khác nhau đâu. Lê Cẩn không khóe môi nhướng mi nói. Em có thích xem không? Anh chỉ cho một mình em xem thôi đó. Em không muốn nhìn. Anh mau mặc lại quần áo vào đi, mau mặc vào đi. Tiêu Dĩ Thư xua tay loạn xạ. Thật là không có thể yên ổn được mà để nói chuyện hà. Sao lại vậy chứ, anh đau lòng lắm đó. Lê Cẩn sơ sơ cánh tay của mình đau khổ nói. Chẳng lẽ hai tuần qua em không thấy cơ thể của anh có thay đổi sao? Tiểu Thư, không phải là em ghét bỏ anh rồi đó chứ. Cái gì với cái gì chứ? Tiêu Dĩ Thư thấy Lê Cẩn quấy nhiễu như vậy, thật sự là dở khóc dở cười. Tiểu Thư, anh rất nhớ em, anh rất muốn về nhanh để ôm em một cái, đã 2 tuần anh không có làm rồi.
Lê Cẩn tiếp tục giả vờ đáng thương. Anh không hề tự làm một lần nào đâu đó. Tiểu thư, em thì sao? Có tự làm không? Lúc làm có nghĩ đến anh không? Tiêu Dĩ Thư hơi chột dạ. Cậu nghĩ đến Lê Cẩn để làm. Hơn nữa, không chỉ có một lần. Thế nhưng chuyện này không thể thừa nhận được. Nếu không cái tên biến thái kia sẽ vẫn đưa lên tới tận trời mất. Không có. Tiêu Dĩ Thư thở hổn hển nói. Trong phòng anh không có ai. Chẳng lẽ không nghĩ chỗ em có người à? Nếu bây giờ em không ở trong phòng ngủ mà ở phòng khách thì làm sao? Trong phòng khách có không ít người đâu đó. Anh kỳ cục như vậy, quả đúng là đồi bại mà. Đến giờ này, nhất định em phải ở trong phòng ngủ chứ. Lê Cẩn tiếp tục tội nghiệp nói. Tiểu thư, sao anh cảm thấy em không hề nhớ anh một chút nào vậy? Anh nhớ em đến mức ở dưới cứng lên lại luôn rồi nè. Đáng thương lắm đó. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Khác với nói chuyện qua điện thoại, màn hình máy tính lớn như thế này, cứ luôn cảm thấy Lê Cẩn đang ở ngay trước mặt mình vậy. Cho nên nghe xong thật sự là đỏ bừng cả mặt. Lần trước làm, chúng ta chơi trò bác sĩ bệnh nhân, em còn nhớ không? Lê Cẩn liếm môi. Hôm nay anh rất muốn làm như vậy, nhưng lại không gặp được em. Em phối hợp với anh một chút được hay không? Dù sao, em cũng đâu có chịu thiệt. Tiêu Dĩ Thư hiểu ra Lê Cẩn có ý gì. Cái tên này muốn cosplay qua video kìa. Đây đúng thật là không có liêm sỉ mà. Trong lòng nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng khi nghe lời đề nghị của Lê Cẩn, cơ thể của Tiêu Dĩ Thư vẫn phản ứng rất thành thật. Nhưng anh đã hứa với em là một tháng không làm mà. Thật ra trong lòng của Tiêu Dĩ Thư có một chút chờ mong, thi thoảng có một lần như vậy, quả thật cũng rất kích thích. Nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ chống cự. Anh hứa rồi thì đương nhiên là sẽ không có đổi ý. Anh cũng đâu có thật sự chạm vào em. Chỉ là y một chút thôi mà. Lê Cẩn dụ dỗ. Thử một lần được hay không? Nhất định sẽ rất thoải mái. Chúng ta là vợ chồng mà. Thỉnh thoảng kích thích một chút, có thể gia tăng tình cảm vợ chồng đó. Tiêu Dĩ Thư đỏ mặt do dự một lúc mới nhỏ giọng thì thầm một câu. Được rồi, vậy thì thử xem. Nhưng em nói trước, nếu em không thích thì sẽ tắt video bất cứ lúc nào đó. Lê Cẩn vui như nở hoa, dưới sự mở mang khai phá từ từ của mình. Tiểu thư nhà anh càng lúc càng mạnh bạo kìa. Cosplay qua video mà cũng có thể chấp nhận được. Sau này có lẽ... Cần chuẩn bị cái gì không? Lần đầu tiên Tiêu Dĩ Thư làm lời chuyện này. Tuy rằng Lê Cẩn cũng là lần đầu tiên, nhưng da mặt anh còn dày hơn cả tường thành nữa, không có giá trị tham khảo. Không cần, em như bây giờ là rất tốt rồi. Lê Cẩn đắm đuối nói. Sau đó chỉ cần làm theo lời anh là được rồi. Tiêu Dĩ Thư tỉnh mê mê mà đáp lại. Trong vòng một tiếng sau, ban đầu Lê Cẩn dụ dỗ Tiêu Dĩ Thư tự sờ ngực bên ngoài lớp áo, sau đó thì cởi quần sờ chỗ kia, rồi lại ngậm ngón tay của mình, tiếp đó khẩu vị rất nặng. Lúc cảm xúc hai người đang dâng cao thì tự an ủi qua màn hình với nhau. Hình ảnh dâm mỹ thế nào thì cũng khỏi cần phải nói, thật sự chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đỏ mặt rồi. Tiêu Dĩ Thư là người tiết ra trước, nhưng phát tiết xong cậu không hề thấy sung sướng gì, ngược lại còn thấy trống vắng hơn. Lúc làm một mình thì còn tạm, nhưng đối diện với Lê Cẩn lại thì khác. Phía sau trống rỗng quá, thật sự cực kỳ muốn Lê Cẩn đến yêu thương mình. Thế nhưng sự thật lại tàn khốc đến như vậy, Lê Cẩn ở cách xa mình quá, căn bản không thể nào gặp mặt được. Sợ em đi. Tiêu Dĩ Thư nhìn hạ thân sưng to của Lê Cẩn, mê loạn nói. Lê Cẩn cũng đã hưng phấn lắm rồi. Anh bảo Tiêu Dĩ Thư quay người lại, hướng phía sau vào camera, coi như là anh đang làm từ phía sau. Vậy là một người thì tưởng tượng Lê Cẩn ở phía sau mình, một người thì tưởng tượng Tiêu Dĩ Thư ở phía trước mặt mình. 20 phút sau, hai người đồng thời tiết ra. Sau khi làm xong, Tiêu Dĩ Thư nằm rạp ở trên giường. Đây là lần làm mệt nhất của cậu, khác với sự khẩn trương và kích thích khiến cho cậu run rẩy không thôi. Hiện giờ cả người đều không còn sức lực. Lê Cẩn nhìn Tiêu Dĩ Thư mềm quạt trong màn hình, rất là đau lòng. Chắc là tiểu thư của anh đang mệt lắm. Nếu là lúc bình thường có anh ở bên, nhất định làm xong anh sẽ đưa cậu đi tắm. Nhưng mà giờ thì không thể làm như vậy, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Sau này phải cố gắng ít đi công tác thôi, đó là điều tra tấn nhất của hai người. Hôm nay mình hơi quá đáng, xem người ta bị gây sức ép đến mức nào rồi kìa. Trải qua chuyện này, cả hai đều nhất trí một suy nghĩ. Về sau tuyệt đối không thể xa cách nhau thời gian dài như vậy được. Cái gì? Bạn nói nếu phải đi công tác thì sao?
vậy thì nhất định phải phu sướng phụ tùy rồi. Lê Cận đi đâu, Tiêu Dĩ Thư sẽ đi đó. Ngược lại, Tiêu Dĩ Thư đi đâu, Lê Cận cũng phải đi đến đó. À, vậy là chương cuối của truyện Kế Hoạch Yêu Chồng của Tổng Tài Bá Đạo đến đây là hết rồi ha mọi người ơi. À, ngày mai thì chúng ta sẽ nghe truyện mới ha. À, còn truyện gì thì Lãm cũng chưa biết nữa, Lãm chưa chọn được truyện nữa. À, thôi thì có gì ngày mai thì mình biết nha. Với lại á, ngày mai sẽ Lãm sẽ ra tập 1 của truyện Dị Thế Lâu Đài á. Có gì thì mọi người cùng đón nghe nha. Truyện Dị Thế Lâu Đài thì sẽ phát sóng vào lúc 22 giờ hàng ngày ha mọi người. Còn truyện kia thì truyện mới kia thì sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ hàng ngày. Cho nên là có gì mọi người cùng đón nghe nha. Còn bây giờ thì ngủ thôi. Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn ngày mai gặp lại. Bye bye.